Tổng thống Putin đe dọa sẽ tái sản xuất vũ khí hạt nhân tầm trung. Trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh ngày Hải quân ở St. Petersburg hôm 28 tháng 7 giờ địa phương, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tự coi như nước này đã rút khỏi lệnh tạm dừng triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn nếu Mỹ triển khai tên lửa tại Đức. Đầu tháng này, Mỹ và Đức công bố kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa chính xác tầm xa ở châu Âu theo thông cáo báo chí chung của Mỹ và Đức ngày mùng 10 tháng 7, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai theo đợt các khả năng hỏa lực tầm xa của lực lượng đặc nhiệm đa miền tại Đức năm 2026. Tổng thống Nga Putin gọi thông báo này là đáng chú ý vì việc triển khai như vậy sẽ đưa các cơ sở quân sự và nhà nước quan trọng của Nga, các trung tâm hành chính và công nghiệp cũng như cơ sở hạ tầng quốc phòng vào tầm bắn của vũ khí Mỹ. Ông cũng lưu ý rằng thời gian bay của những tên lửa như vậy đến các mục tiêu trên lãnh thổ Nga sẽ là khoảng 10 phút và chúng có thể được trang bị các đầu đạn hạt nhân tình huống này gợi nhớ đến các sự kiện của chiến tranh lạnh liên quan đến việc triển khai tên lửa tầm trung của mỹ ở châu âu ông putin tuyên bố tổng thống nga cảnh báo nếu mỹ thực hiện kế hoạch triển khai tên lửa ở đức nga sẽ đáp trả tương ứng nếu mỹ thực hiện các kế hoạch như vậy chúng ta sẽ tự coi mình thoát khỏi lệnh tạm dừng triển khai vũ khí tấn công tầm trung và tầm ngắn đã thông qua trước đó chúng ta sẽ thực hiện các bước để tăng cường năng lực cho lực lượng ven biển của hải quân nước nhà ông putin tuyên bố đồng thời nhấn mạnh quá trình phát triển một số hệ thống tên lửa như vậy đang trong giai đoạn cuối